Dạ vâng, em Tùng chào anh em. Thì hôm nay em về cái máy khoan pin Dewan và máy vặn vít Dewan thì 20V. Thì cái độc thân nha, body nha anh em. Thì những anh em nào mà đã có pin và sạc rồi thì mua thân máy về, hoặc những anh em nào mà cần mua thân máy về đóng pin xài thì mình để cho tiết kiệm thì mình sẽ mua thân máy với giá em báo giá cho anh em sau. Thì máy này nó bảo hành 3 năm tại hãng. Thì trong cái phiếu bảo hành nó có cái địa chỉ cho anh em, đó anh em gửi đó đến bảo hành. Và máy này máy new 100% và bảo hành 3 năm. Vâng. Thì bao gồm có catalog này, rồi phiếu bảo hành này, rồi mã QR code này và móc treo. Đấy thì em sẽ view cho anh em. Đầu tiên thì thân máy này nó có cái phiếu bảo hành đầy đủ nha, phiếu catalog, phiếu bảo hành đây, phiếu catalog 709. Máy này nó có búa nha anh em, nó có búa. Vâng, đây là phiếu bảo hành. Phiếu bảo hành thì anh em cứ viết phiếu bảo hành và mã số series của máy. Và máy này nó sản xuất năm 2021. Nó có mã QR code luôn và chữ nó toàn là tiếng Hàn Quốc, nhưng mà chắc chắn là nó sản xuất tại China rồi. Tốc độ của nó là từ 0 đến 450 và từ 0 đến 1600 vòng trên phút. Nó là 20V max, đầu kẹp Autolock 13 và 20V, động cơ không chổi than rootless. Thì nó gọn nhẹ và đầu kẹp nó là đầu kẹp sắt Autolock luôn và ba chức năng luôn. Thì máy này nó bảo hành 3 năm. Những anh em mà đã có pin và sạc rồi thì 18, 20 thì cũng được hết. Thì mình sẽ mua thân máy với giá 1,7 triệu. Máy này nó có cái đèn luôn. Vâng, những anh em nào mà đam mê máy Dewan hoặc đam mê máy khoan pin thì nhờ like giúp cho Tùng một like. Tùng xin cảm ơn rất nhiều. Và máy này là thì ba chức năng nha anh em. Đó, và có cấp trượt nè. Rồi. Nó có chức năng khoan sắt nè. Và búa luôn. Búa thì nó sẽ vặn xuống nha. Nó vặn búa đỡ cho anh em khoan tường. Đây. Rồi, thân máy này là giá 1,7 triệu. 1,7 triệu thì anh em đi tìm hết ở trên Google thì hiếm có anh em nào bán giá 1,7 triệu nha anh em. Toàn là 1,9 triệu, 2 triệu. Thì anh em cứ tham khảo giúp Tùng. Và nếu mà Tùng nói ok thì like giúp cho Tùng một like. Rồi, mình sẽ trong này nó có phiếu bảo hành này. Đây. Và móc treo đầy đủ. Rồi, mình sẽ view luôn cho anh em một cái máy gọi là máy vặn vít nha anh em. Đây, máy vặn vít. Ok, thì nó cũng có cái móc treo này, phiếu bảo hành này và catalog đầy đủ. Có phiếu nữa ghi vào phiếu bảo hành, rồi chữ bảo hành điện tử, tên khách hàng các kiểu. Đấy. Rồi, máy này nó là Dewan DCF 809. Nó là 2.800 vòng trên phút. Đấy, 2.800 vòng trên phút. Và nó cũng gọn nhẹ ha anh em ha. Dewan. Và máy này nó sản xuất năm 2021 nha anh em. Đấy. 2021. Vâng. Và nó rootless, không chổi than. Giá cũng khá là tốt, ổn định. Và mình gửi đến anh em là thân máy này giá đúng 1,6 triệu nha anh em. Đấy. Giá 1,6 triệu. Cũng khá là tốt, anh em cứ dò lên mạng giá anh em biết à. Và bảo hành 3 năm. Lực của nó là 190 newton.
và đầu vít nó ngậm đầu dài cũng được ha. Vâng, và thân máy 1.6 triệu. Những anh em nào quan tâm liên hệ mình 0962232100. Và ở xa muốn mua máy thì vui lòng cọc cho mình 100 ngàn. Thì còn 1.5 triệu mình gửi ra, thanh toán 1.5 triệu cộng với phí ship. Vâng, cảm ơn anh em.